Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hello mọi người, lại là mình đây, là Núp đây. Thì ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Ok thì hiện tại mình đã có mặt ở trong một cái ngôi làng các bạn ơi. Đấy, bạn đọc tiêu đề đã biết rồi. Ngày hôm nay mình sẽ có một cái thử thách ở trong đây, đó là bảo vệ ngôi làng khỏi những thanh niên kẻ cướp các bạn ơi. Đấy, nghe thú vị đúng không? Để có thể bảo vệ được cái ngôi làng này thì chúng ta sẽ làm gì? Thì để mình gọi là chua đây. Đấy, mini map đây bạn ơi. Ở đây thì chúng ta sẽ có thể mua được ủa 10 tiền à? Thôi được rồi. Mua luôn gọi là này. Ở đây là chúng ta sẽ có cái bản đồ mini này. Chúng ta có thể đặt những cái căn cứ của chúng ta ở đây. Đây là nơi sinh ra của những thanh niên kẻ cướp đúng không? À, kẻ cướp là đặt luôn đây bạn ơi. Đấy, chúng ta sẽ mua bạn này. Đấy, xoài ôi, kẻ cướp gặp mình tắt nắng ngay rồi. Đấy, đơn giản thôi, vừa nãy các bạn chưa thấy căn cứ đâu đúng không? Đặt xong là đây, ra cho bạn xem. Đây chính là những bác người dân, dân chơi cầm cung. Đấy, xoài, ghê không? Đấy, bây giờ là mình sẽ ấn start first way đây. Ui giời, thổi kèn lên. Rồi ôi, nghe vẻ không? Đây, bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Ui giời, kẻ cướp bắt được cầm nó làm cái gì cầm cung này. Ui giời, ở đây bạn thấy không? Ui, sao có mỗi mấy thanh niên nhỉ? Ui giời, game dễ thế. Ui giời. Ui, nữa đi, nữa đi, càng đông càng vui bạn ơi. Ui giời, ôi. Ôi giời, ôi, đơn giản quá. Ôi được rồi, tiếp tục, tiếp tục. Thí sinh tiếp theo nào, start way tiếp theo. Ui giời, cái gì dễ thế. Này, xăm ba mới kể cái thể loại game defense này. Gặp mình là tắt điện ngay. Ui giời, đâu à? Nhà mình vào luôn cái hang này được không ta? Ui cái hang này nó động không đáy mà. Úi trời, cho vào đi, cho vào làm kẻ cướp cho vui. Đông, đông phết rồi đấy các bạn ơi, bắt đầu đông rồi đấy. Trời đất ơi, nó bắn nhức cái nách luôn đấy bạn ơi. Nào, anh khẩn trước lên, bước ra khỏi đây. Chưa bao giờ mình muốn cướp đến ngôi làng đến như vậy luôn mà. Để mình cho thấy rằng là sự lợi hại của lắc dân làng. Rồi ok bạn ơi. Đấy, ok, start, quay tiếp. Mà mình cũng chưa hiểu tại sao là mấy bác dân làng lại bảo vệ cái chuông nhỉ? Ờ ha, rồi cái chuông này. Ờ, chưa hiểu cái chuông có tác dụng gì. Chuông này là nơi để kêu gọi mấy bác dân làng tập hợp mà. Được rồi, chắc là có lý do của mấy bác. Chuông là biểu tượng ngôi làng chẳng hạn. Ai bạn thấy không? Úi trời, ui dâm bà luôn. Kẻ cướp. Ui ôi, bắt đầu cầm dìu ở đấy bạn ơi, không cầm nón nữa. Cây que que cầm dìu. Ui dìu cái gì? Dìu cái gì? Ui lần này mình có 45 tiền rồi. Từ nha, mình sẽ vào đây. Và chúng ta có thể upgrade lên bạn ơi, 35 tiền là chúng ta upgrade được lên rồi. Ok, từ nha, mình thử upgrade đây đi. Drop đây để upgrade. Đấy, đâu ra xem nào. Start đi, start ra xem nào. Đâu. Ui trời. Một là hai, nói chung là level 1 là hai bác này ngoài đứng ở đây, còn level 2 úi xài đứng ở ngoài bệ đá luôn. Úi chết giá vai đứng nhé. Úi chết giá rồi. Sao lại có thanh niên đi nhanh thế nhỉ? Úi giời, cao thủ ạ. À. Bắn đi. Ui mày quá. Úi giời, sợ quá, sợ quá, chết rồi, phải trang bị thêm. Bạn này phải trang bị thêm từ từ nha, không chí khoan. Nó coi thường mấy thanh niên kẻ cướp phải có gì ở đây không? Ở đây là TNT Warkler à? Đi bộ à, TNT đi bộ à, cái này là gọi cái upgrade để 345. Ok bạn ơi, thôi từ từ 23. Chắc là mình sẽ trang bị thêm cái này đi. Ok bạn ơi, trang bị thêm ở dưới này cho ăn chắc nhé. Ăn chắc mặt bàn mà, tôi cũng sợ chứ bộ. Nhưng ngôi làng có mệnh hệ gì mới bắt người dân ký đầu đè đầu ký đầu tôi đấy, sợ lắm. Rồi, vô đây. Rồi xong bắt cua đây để đứng đây xem cho rõ nhỉ. Chạy đi đâu. Ui chạy né ghê thế nhỉ. Ui rồi, nó lạng lách đánh võng ấy như Ronaldo ấy nhỉ. Mà tuổi ấy, xin cái tuổi ấy ngay. Rồi đấy, chỉ sợ mấy nhìn đấy thôi. Chắc là phải có gọi là cái căn cứ để giúp là làm chậm mấy cái thanh niên kẻ cướp, gọi là đi như kiểu là The Flash nhỉ các bạn nhỉ. Ok chắc là có đấy, để mình tí mình tìm hiểu. Bây giờ là chúng ta sẽ pick cái gì đây. Kẻ cướp lớn à. Ui giời, ui lớn. Ui đấy, cầm quả này là phải thủ lĩnh đấy các bạn ạ. À. Thủ lĩnh đấy. Chúng tôi thì thủ gì à, như thủ nhà đây à, thủ mấy cả lĩnh. Ok bạn thử nha. Bây giờ là mình có nên mua cái TNT gì nên rồi nhỉ? 30 bạn ơi, ngon bổ rẻ từ nha. Thế thì chúng ta sẽ có bán có được tiền không? Ồ được cái bán đâu, bán là gọi là hoàn trả lại số tiền mình mua này. Ui thế thì mua tẹt đấy. Ui giời, ok chúng ta mua một cái TNT gì rồi. Được rồi, để tiền update. Để tiền upgrade là hợp lý. Đấy, upgrade là chúng ta rồi. Ok, đâu xem cái TNT đâu nhỉ? Way thứ 6 rồi đấy. Ui, một đống TNT trồng chất ở đây luôn. Ui, nhưng mà nó ghi là đi bộ. Cái TNT là đi bộ à? Ui, ở đâu? À đây ơi, ui, minion các bạn ơi. À, triệu hồi những thanh niên gọi là minion đi bộ đúng không? Nổ đi, nổ. Ui giời,
quế đứng ai đây. Tí đâu, tí đâu đâu. Ui mày quá. Cảm ơn. Mẹ nó sợ quá. Mẹ nó làm tôi tí có lỗi bác người dân. Mẹ nó xít sao. Ok. Ở nhà tí nữa mình sẽ nâng cấp thêm một bác người dân nữa bạn ơi. Phải qua quay này. Qua quay này đừng chạm vào cái chuông. Sợ lắm. Ủa có vẻ quay này nó dễ thở hơn này. Mày quát. Tí nữa chắc là triệu hồi trâu ra đấy các bạn. Cái trâu. Nhưng mà trâu làm gì chui được qua cái lỗ này nhỉ? Trâu các bạn này có chui qua cái lỗ này không nhỉ? Bé tí đây. Hồi được rồi, 40 rồi. Ui đó, tí. Nâng cấp nhanh, tí đang sản xuất. Upgrade lên. Upgrade lên level 3 ta. À thôi được rồi, đây. Này đi, đấy. Sợi. Ngon ngay. Tưởng cái gì upgrade lên 2 gọi là bác người dân gọi là nhà đá luôn nhá. Đây thì Midian này đổ đàn này. Ui chạy nhanh à, chạy nhanh đến mấy. Cũng tuổi con ngăn con. Trâu thế. Vin cái gì đi cắt thôi. Ui trâu thế, nó đi. Ui nào. Đâu. Ngoài trong. Ui giời. Đi đâu rồi? Ui mày quá mà nó chết dở rồi, chuông xuất một miếng rồi. Ui khổ này. TNT này nó gọi là hơi nguy hiểm bạn ạ. Chắc là phải tính cái bài toán khác thôi. Cái này không ổn rồi. Ui giời tụi nha. Kìa rất là trâu. Bây giờ là chúng ta bán đi, chúng ta nâng cấp bài toán nào cho hợp lý thôi. Ở đây thì chúng ta có thêm upgrade này, chỉ có upgrade electric trap à. Ok bạn ơi, mấy cái này là khiến cho đi chậm đúng không? Chúng ta có phải mua được đúng không? Chúng ta đặt đây đây không? Đặt đây không? Ồ. Đặt đây được không? Ồ cái này không đặt được các bạn ơi. Ngoài cái này chỉ có đặt được 3 chỗ này à. Ui game khó thế. Ok bạn ơi, thôi được rồi. Tôi bán này đi. Bây giờ là xem nào. Mua cái gì đây? 20 tiền không mua được cái gì các bạn ơi. Thôi được rồi, cố gắng vượt qua cái cửa ải này nhá các bạn nhá. Mà cố gắng là sợ tắt đánh quậy. Cố gắng nhấp bông qua ải này để mình có thể nâng cấp thêm một lần nữa. Sợ quá cơ. Đâu nhỉ? Uầy, đúng rồi. Bán đây. Chạy ạ. À. Đi, cố lên. Đều. Có hy vọng. Đấy, có quả TNT Minion là ấy rồi bạn ơi. Rồi, bán đây. Thôi. Bán chưa? Ui đây rồi mày quá. Ui giỏi ơi, hay quá các anh ơi. Đây tự nha, mình sẽ nâng cấp gọi là đâu nhỉ? Mình nâng cấp cái thêm là level tiếp theo đúng không? Chúng ta sẽ mình có nên nâng cấp ở đây không? Bởi vì là mình thấy rằng là ở đây là bắn trực diện luôn đấy. Cái căn cứ này là cần thiết các bạn ạ. Thế thì nâng cấp lên. Đấy, ok, nâng cấp lên. Là ngon, tí nữa nâng cấp cái đấy nữa. Chiến thuật. Ui bốt quay luôn à. Ui. Chết sợ rồi, đại ca nào đấy? Đại ca đâu? Bốt đâu? Đâu bốt là ai? Bốt là đây á? Không phải chứ. Đúng rồi, đây. Đây, tính ra là bác người dân này đứng ở đây là bắn trực diện là hợp lý này. Rồi ok, có con. Ê, đứng. Ừ, tí thế. Bốt đâu? Chưa thấy bốt đâu, chết sợ rồi. Còn cái gì rồi? Oh my god, nó. Ôi ơi. No. Ôi ôi, lén mất hai lần cái chuông sắp vỡ rồi. Thôi rồi, quan tâm con bốt. Ui, bốt đeo mặt nạ. Ui giời, bốt đeo đầu trâu à. Đấy, dưới chân đấy. Ok bạn ơi, thôi được rồi. Mình nhá, gọi là xem nào. Bạn này. Ui giời ơi. Nó. Không hết rồi. Bốt ơi. Nó. Ui giời, sao bốt được có 15 tiền. Khó thế nhờ. Càng ngày càng khó rồi các bạn ơi. Thôi trước cái dối hạn. Ui ok bạn ơi, bây giờ chỉ có sở tát thôi, cái này dối hạn nó chỉ có ấy thôi. Chắc là mình sẽ phải nâng cấp tiếp các bạn ơi. Cày thật đấy chứ. Thôi được rồi, chúng ta sẽ có một cái bài toán các bạn ơi. Chúng ta sẽ có một cái bài toán mà mình nghĩ hợp lý nhất. Sau cái quả này thì chắc là mình 35 tiền mới có thể nâng cấp được. Cày chứ. Bán đi. Cái này nâng cấp đáng nhé, mình nên nâng cấp bác này trước này. Bác này bắn trực diện thẳng mặt luôn. Thôi được rồi, cái này là TNT nó nổ đi rồi. Nổ đi không ấy, ok. TNT mới điên tưởng cái gì. Bán đê đúng rồi, bán đê 15 gold này. Tự nha, xem nào, có đủ tiền không? 30 tiền. Mình bán ở dưới đi. 30 tiền, 35 tiền mới nâng cấp lên level 2. Thôi được rồi, no. Ơ cái shop này nó không bán à? Ồ, cái này là đang coming soon à? Ok, được rồi. Cố lên vượt qua cái cửa này đi. Ui rồi, TNT Minion ơi. Hay là mình
Hình như là cái TNT Walker này, nó Walker này nó sẽ gọi là đi bộ, nó sẽ. Rồi xong rồi. Ôi đời ơi. Có vượt qua không? Có vượt qua không? Ui, mình chỉ trông chờ đến TNT đâu bạn ơi. Rồi còn cái nịt rồi. Ui giời ơi, thôi còn cái nịt rồi. À, cái chuông nó sắp nứt rồi. Rồi ok, tự nhá, xem nhá. Nếu mà mình cứ để đây chờ chờ cái TNT đi bộ này ra xem cho nó spawn ra, nó có spawn không nhỉ? Chắc là có. Chắc là có. À không, không bạn ơi, phải bắt đầu quay. Phải bắt đầu quay nó mới sản xuất. Ui, thôi được rồi. Mình sẽ nâng cấp lên bạn ơi. Ui, khó thế. Càng ngày càng khó rồi bạn ơi. Cái này nó chỉ có 3 cái chỗ đặt điểm thôi nên đâm ra là cũng không phải đơn giản đâu bạn. Mà dễ ăn dễ trúng thưởng đâu. Ok. Còn cái gọi là electric trap này. Electric trap chưa hiểu lắm bạn. Chưa hiểu kiểu gì lắm. Ok, thôi được rồi. Mình hay là mình thử bán đi nhá. Ok, thử cái gì thật luôn đi, làm thật luôn đi. Bán này đi. Bán này đi. Ui giời, bán được có 10 tiền đấy. Thôi được rồi. Không cái nịt rồi. Rồi ok. Xin lỗi các bạn, mình tưởng là bán nó không trả lại cái upgrade cho mình. Thôi được rồi. Tự nhiên mất đi một bác người dân khỏe mạnh. Ok, được rồi, đâu xem nào. Ui, bên này bằng sắt luôn đấy. Bằng sắt luôn. Thôi được rồi, hết quê này mình sẽ nâng cấp cái electric bên kia bạn. Cay thật đấy chứ. Đúng rồi, bắn đi. Bắn đi. Bắn đi. Sao bắn toàn hụt chứ vậy? Ui giời bác ơi. Bác trả lại sự bình yên trong ngôi làng đi. Ui giời. Rồi hay bác ơi. Hay. Có. Này bọn người dân này. À quên mất bọn cướp chứ không phải. Tự nhiên lại bảo mấy bác người dân là bọn này. Nên cướp này nó hư thật các bạn ơi. Được rồi đây nha. Rồi nha. Wow, nâng cấp cái electric này. Cay thật đấy chứ. Không vừa lấy nó không trả lại mình cái mình đã nâng cấp. Đấy mới cay. Rồi ok, bán này đi. 25 đúng không? 20 electric trap. Thử xem nào. Thử xem nhé. Nếu mà nó gọi là thành công thì chúng ta được ăn cả. Mà ngã thì nứt cái chuông. Đây, nứt cái chuồng của bác người dân. Ui, cái này có vẻ là ghê này. Electric trap đấy các bạn ơi. Điện đấy, chắp điện đấy. Giật. Ui, ghê đấy như nhờ. Nhưng mà cái này nó không phải. Cái này nó giật theo kiểu cảm hứng à. À, giật cảm hứng à. Ui, rồi giật theo cảm hứng. Cái này chết tôi rồi. Trời đất ơi, giật theo cảm hứng này thì chết núp rồi. Ok, hay, nice. Giật theo cảm hứng các bạn ơi, giật theo cảm hứng thì chết người con đứa ấy. Giật theo cảm hứng à. Ok bạn ơi, thôi được rồi, không sao các bạn ơi, có vẻ nó cũng có tiến triển đấy bạn ơi, nó cứ giật. Được, mình sẽ thả ra ngoài, sẽ tí nữa sẽ nâng cấp thêm. Ui, có vẻ cái đấy nó xịn đấy. Điện giật đấy, kết hợp. Ê, đừng giật giúp bay nhá. Rồi, có khi nào giúp bay không cái giật đi. Ui khiên luôn, là hai khiên luôn. Giật đi. Giật mất khiên luôn bạn ơi, giật mất khiên luôn mà. Oh my god. Ui đại ca này cầm hai khiên trâu thế. Chứ dần đi ba. Oh my god. Ok bạn ơi. Ui Evoker. Nào. Oh my god, trâu thế. Sợ thật các bạn ơi. Ui, không biết là có vượt qua được hay không đây này. Ui khó rồi. Ui còn có hồi sinh như này. Để chơi cái gì. Nó game OP. Ui rồi quả hồi sinh. Chịu các bạn ơi, quả gọi là có totem thì chịu các bạn ơi. Quả đấng của đấng. Ui nhà bây giờ là mình sẽ nâng cấp cày các bạn. Cày lắm ấy, nhưng không biết làm nào. Đã thế nha. Tôi nâng cấp tiếp này. Này. Ok bạn ơi. Đấy, nâng cấp lên level level 3 rồi. Level 4 là chúng ta phải mua cái này 100 tiền. Được, mua thì mua, sợ cái gì mà không mua. Nào bây giờ cày đấy, bực đấy các bạn này. Mua rồi vừa đấy nâng cấp không được à? Chết dở rồi. Tôi tưởng là level 2. Level 3 là phải khác chứ nhỉ. Level 2, ok. Chắc là level 3 đây, level 4. Đúng rồi, đây là level 3 rồi bạn ơi. Như là mất tiền oan rồi. Được rồi, không sao bạn ơi, chắc là vượt qua được. Bình yên. Thế thì tí nữa nâng cấp bác này các bạn ơi. Trời đất ơi. Rồi, đất ơi, nứt cái chuông. Trời đất ơi, mình có thể giúp ích được cho mấy bác không? Bác ơi, cố lên. Bắn đi. Ui giời ơi, nứt chuông, nứt 50% cái chuông thì sợ quá.
Rồi, rồi bây giờ mình sẽ vào đây nâng cấp, nâng cấp upgrade phải update rồi, phải upgrade này lên rồi. Rồi ok, như hai bác gọi là bắn bằng sắt luôn đi, hai bác nhà sắt bắn đi. Tầm này chỉ có trông cậy vào hai bác rồi, bắn đi hai bác, xả đạn đi. Rồi xả đạn đi, không hai bác bắn toàn đi đâu thôi ý. Hai bác bắn toàn đi đâu đây này, chết người rồi. Ôi rồi ôi, hai bác bắn như này thì chết em rồi. À, còn cái nịt rồi. Ui rồi ôi, cái chuông của tôi. Ôi hai bác bắn như này thì chết người rồi. Ui rồi. Không ổn đấy bạn ạ, không ổn, không ổn. Hai bác bắn như này chết mình rồi. À, như cái chuông của tôi. Con chú bài là con minion này, minion nó hỗ trợ mình nhỉ. Ui rồi, hoàn thua lắm nhỉ. Chắc có lẽ là mình đổi phương án gọi là bán cái tin TD quá bạn ơi. Đi. Ui. Không ăn thua rồi. Nằm xuống đi. Ừ đây. Vẫn còn cơ hội, còn thở là còn gỡ. Nhưng mà bây giờ là mình có nên bỏ cái tin TD đi không nhỉ? Bỏ cái tin TD đi. Ờ mình nghĩ rồi. Bỏ cái tin TD đi. À chứ. Bỏ cái tin TD đi để chúng ta gọi là có thể là có biện pháp tối ưu hóa hơn. Chứ này là không ổn rồi. Mà như này là chúng ta còn cái nịt đấy. Ừ đây, ok đấy, bây giờ nâng cấp cái này. Đặt này vào đây. À như bây giờ chúng ta sẽ gọi là nâng cấp một cái, nâng cấp cái này lên. Ok, nâng cấp này lên. Phải những bước gọi là xoay chuyển càng hôn đây. Nào, xoay chuyển đây. Tầm này điện giật, ôi điện giật. Úi, điện giật nó giật đinh thát lên thiên các bạn ơi. À đây rồi, đấy bác người dân hỗ trợ. Bác người dân. Bác bắn thế thì bác bắn đi bụi tôi rồi. Ui cái gì đây? Ui quả tàng hình à. Oh my god, cái gì đây? Ui. Quả tàng hình các bạn ơi, không nhìn thấy gì luôn. Ồ, chết rồi. Ồ được. À, cái này nó còn không tăng tiền cho mình, nên cái này mỗi lần nó chỉ 15 tiền thôi, nên đâm ra là bắn đi đúng rồi, cố lên. À, nếu mình đang chật vật các bạn ơi. Không biết là mình sẽ bảo vệ nó gọi là người dân dân làng ở bao nhiêu round đây. Ui ôi. Ai ôi. Ui 15 tiền. Có cách nào không? Có cách nào cho tôi gọi là cho tôi kiếm tiền nó nhanh hơn không? Để tí nha, xem. Có cách nào để làm biện pháp với chúng ta? Electric nhà cháp và cái điện giật này cũng không ăn thua bạn ơi, điện giật tôi thấy là không ăn thua rồi. Thôi được rồi, được rồi. Bây giờ là bán này đi nhá. Bán điện đi, điện mới chờ cái thế cái gì, điện cao thế đúng không? Bán này đi, cái này sẽ là cái khiến nó đi chậm đúng không? Bây giờ đi đi. Khó các bạn này, khó rồi đấy, càng ngày khó, nó chỉ có bằng này thôi mà nó chỉ đặt được này thôi. Thế làm sao là mình không biết làm cách nào các bạn. Cái đấy, ui cái gì đây? Ồ regen à, ui regen bell này, ui được, để tiền hết sau. Để chúng ta có thể hồi lại máu cho cái chuông. Rồi, cố lên. Không sao bạn ơi, chuông chưa vỡ là chúng ta còn bảo vệ nó bắt người dân. Rồi đấy, đúng rồi, cho chúng nó đi chậm lại. Đi chậm lại, em nói chuyện tiếp nha. Đúng rồi, cho đi chậm hết lại đi, bấy ơi. Có ăn không, hay là còn cái nền. Rồi, có ăn không. Ui, có vẻ là no hope rồi. Có vẻ no hope rồi bạn ơi. Ui rồi ơi, thôi xong đi cái chuồng của tôi rồi. Thôi này, các bạn ơi. Khó thật các bạn ơi, mà chứ cái quả này khó dã man luôn ấy. Khó dã man luôn. Chắc là mình phải tập luyện thêm bạn ơi. Cái này không biết là bao nhiêu way nữa. Nhưng mà thôi, mình vượt đến như thế là quá đủ rồi. Đấy. Ok thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc các bạn ơi. Đấy thì ngày hôm nay là mình đã bảo vệ bác dân làng không thành công bạn ơi, nâng cấp hết mức có thể rồi đấy. Nhưng mà thay đổi chiến thuật lâu dòng sọc vẫn có ăn thua các bạn. Mấy bác người dân bắn nhưng bắn đi đâu chứ. Đấy thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhớ like đăng ký kênh của mình nha. Đấy bạn nào gọi là yêu thích những cái thể loại game như này thì đừng quên rằng là comment ý kiến bạn phía dưới nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.